Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang thường có nồng độ insulin trong cơ thể cao hơn bình thường. Một chế độ ăn nhiều tinh bột có thể làm tăng khả năng kháng insulin của cơ thể, gây ra hội chứng buồng trứng đa nang. Vì vậy, khi bị đa nang buồng trứng, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như là rau củ và trái cây. 1. Rau có lá màu xanh đậm. Ăn rau không chỉ giúp giảm cân mà nó còn giúp kiểm soát hội chứng buồng trứng đa nang rất hiệu quả. Rau là một loại thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như là canxi, sắt, kali, magie, vitamin K, C, E và có quan trọng nhất là vitamin B, một loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang. Một số loại rau có màu xanh đậm mà bạn nên thêm vào chế độ ăn là cải xoăn, bông cải xanh, rau chân vịt. 2. Rau củ có màu sắc. Rau củ có nhiều màu sắc không chỉ làm món salad thêm ngon miệng mà còn giúp kiểm soát các triệu chứng của buồng trứng đa nang. Nguyên nhân là do trong các loại rau củ này thường chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các tác động xấu do stress oxy hóa. Là tình trạng các chất oxy hóa chiếm ưu thế hơn so với các chất chống oxy hóa của cơ thể. Những loại rau củ nhiều màu sắc giàu dinh dưỡng thường là ớt chuông, khoai lang, cà chua, cà rốt, cà tím. 3. Trái cây. Rất nhiều phụ nữ bị đa nang buồng trứng lo sợ rằng hàm lượng đường fluco trong trái cây có thể làm hàm lượng đường trong máu tăng cao. Tuy nhiên, ngoài đường thì trái cây còn rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, do đó bạn không nên kiêng cữ chúng. Tốt nhất bạn nên chọn các loại trái cây có chỉ số đường thấp như là dâu tây, mơ, bưởi, ổi, lê, cam, dưa hấu, việt quất, táo hay là kiwi. 4. Thực phẩm chứa chất béo tốt. Chất béo tốt có tác dụng đào thải độc tố khỏi cơ thể, thúc đẩy sự cân bằng nội tiết tố và kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, chất béo tốt còn giữ vai trò quan trọng trong chế độ ăn của người bị đa nang buồng trứng. Chất béo lành mạnh thường có nhiều trong các loại hạt, bơ, dầu ô liu và các loại cá có dầu như là cá ngừ, cá hồi. 5. Thực phẩm có tính kháng viêm. Ngoài những thực phẩm trên, bạn cũng nên ăn nhiều các loại thực phẩm có tác dụng kháng viêm như là cà chua, cải xoăn, rau bó xôi, hạnh nhân và quả óc chó, dầu ô liu. 6. Thảo dược từ thiên nhiên, axit amin và khoáng chất. Ngoài những loại thực phẩm mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, thì các loại thảo dược trong thiên nhiên hay là các axit amin tổng hợp có tác dụng rất tốt cho những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang, bạn cũng không nên bỏ qua. Nên bổ sung hàng ngày cùng với chế độ ăn vì nó sẽ giúp cơ thể bạn điều hòa hormone sinh dục, giúp trứng phát triển và rụng trứng đúng kỳ. Chống viêm nhiễm, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho quá trình thụ thai nếu bạn muốn dễ dàng sinh con. Phương pháp này giúp bổ sung đều đặn hàm lượng và các vitamin khoáng chất đưa vào cơ thể mà không quá phụ thuộc vào chế độ ăn. Vừa rồi là 6 loại thực phẩm mà người mắc buồng trứng đa nang nhất định phải biết. Hy vọng với những chia sẻ trên, các bạn sẽ có thêm thông tin kiến thức và bổ sung vào chế độ ăn những thực phẩm có lợi trong quá trình điều trị bệnh.